Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 20 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2016. Tôi đang có mặt tại 22 phố Hùng Vương, thành phố Hà Nội. Và trước mặt các bạn có thể nhìn thấy một đoàn xe gồm những chiếc xe rất là đẹp, hiện đại. Đây là đoàn xe mang tên Một Hành Trình Ba Quốc Gia Việt Nam, Lào, Thái Lan. Win Win Việt Nam xin trân trọng giới thiệu với các bạn một hành trình của những cựu chiến binh. Các bạn có thể nhìn thấy là dáng dấp với những chiếc áo màu xanh quân phục. Và bây giờ chúng ta sẽ lên hội trường, nơi mà ban tổ chức đang làm việc với những thành viên của đoàn để tìm hiểu xem chương trình đi cũng như thành phần của đoàn trong chuyến đi. Ngay tại thang máy thì chúng tôi gặp hai cựu chiến binh. Các bạn có thể nhìn thấy là huân huy chương rất là nhiều. Và chúng ta sẽ có một hành trình cùng với các chú các bác. Xin chào hai anh ạ. Các bạn nhìn thấy là có một không khí rất là sôi động. Cũng có thể là đây cũng là những cái dịp rất hiếm hoi mà các cựu chiến binh trên khắp ba miền họ gặp nhau và chuẩn bị cho một hành trình Quảng Trị ạ. Dạ vâng, thế là đây là lần đầu tiên mình đi gặp các bác, rất là cảm ơn bác, chúng ta sẽ gặp lại sau ạ. Đây cũng mới chỉ là phòng sảnh, không khí rất là nhộn nhịp. Các bạn có thể nhìn thấy ngay ở trước mặt tôi là các nhà sư. Đúng mà, căn cứ vào sắc phục thì cũng khó mà đoán biết được ai là cựu chiến binh và ai là không. Các bạn có thể nhìn thấy những bộ quân phục, những bộ lễ phục và những bộ thường phục. Tôi cũng sẽ đi tìm người bạn đồng hành cho tôi trong chuyến đi này. Được biết chị tên là chị Trinh. Trong một chuyến đi dài ngày như thế, trên một địa bàn rộng như thế thì người bạn đồng hành rất là quan trọng. Và chúng ta sẽ cùng tiến vào hội trường. Thái Bình ạ. Từ Thái Bình lên ạ. Dạ vâng ạ. Như vậy là mình đi ô tô lên đây ạ. Dạ vâng ạ. Tất cả mình là cựu chiến binh hết ạ. Dạ vâng ạ. Bây giờ là về đi trong cái đoàn này ấy, thì trong cái chuyến đi này thì anh các chị là có thăm lại được một cái chiến trường xưa nào đó của mình không? Có chứ. Em hỏi chị trước nhé. Vâng. Chị ơi, chị có thể chia sẻ là chị đi cái chuyến này ấy thì mình sẽ thăm lại trong cái suốt cả cái hành trình thì đâu là cái chiến trường mà chị đã từng tham gia được không? Nếu mà đi từ đây vào thì chị nói to em đi từ đây vào thì thôi, chiến trường của tôi là B3 chứ không phải là ở ngoài này. Tôi ở chiến trường Tây Nguyên. Vâng, tôi đi bộ đội 568 ở chiến trường Tây Nguyên. Cho nên là đây là đi của cựu chiến binh là đi sang Lào.
thì chúng tôi có trước có ở Lào, ở cánh đồng chum thôi, là năm 69. Chị đã sang cánh đồng chum. Dạ. Ủa. Dạ. Chị ơi. Dạ. Bây giờ là chị đi ở cái xe nào đấy? Tôi đi xe số 10. Các chị đi xe số 10. Số 10. Đấy là tiếc, em đi xe số 12. À, à, đấy số 12 đấy. 15. Ở đây là có 5 người mà chỉ có 3 một người, bác trai. Vâng, một bác trai. Nhưng cùng quê Thái Bình ạ. Cùng quê Thái Bình ạ. Là đoàn Thái Bình là có 5 người mà chỉ có một bác trai. Em xin phỏng vấn bác trai. Bác trai là ở đơn vị nào hả bác? Tôi trước đây là của đoàn 559. Ôi, đoàn 559. Đoàn 559 nó chạy dọc từ Bắc vào Nam mà vâng, chạy vâng, em biết Lào. Rồi. Vâng, vâng, vâng. Nhưng mà thời kỳ gian tôi đóng quân thì từ Quảng Bình đến Quảng Trị. Không bác có biết theo hó không? Theo hó có. Yeah. Chúng tôi vừa đi vào đường vào Khe Xanh vào chỗ không chỗ cánh đồng chung không không bên Lào bên này cơ Khe Xanh Lào cơ bác vào là ho không ngoài này Hương Hóa xong rồi đến Lăng Hoa. Không, chính cái nước mình ở sắp tìm lính này, chỗ cầu Đắc Cà Rông vào ấy. À. Không, em đi chiến dịch D-33 ở Lào. Cầu Đắc Cà Rông. Mỗi ở Lào thì chờ em. Bác bác à? Em đi chiến dịch D-33 ở Lào. Này, Khe Xanh nào sáng. Sáng vào cái hồi nào? Chiến tranh ở năm 13. Đúng rồi, Khe Xanh vào. Đúng rồi, đấy là cầu Đắc Cà Rông đấy. Thưa các bạn, trong những người cựu chiến binh mà chúng tôi gặp ở đây, rất là may mắn, một cựu chiến binh quê ở Thái Bình. Anh nói rằng anh ở đường dây 559 và các bạn cũng vừa mới xem những video clip của Uyên Việt Nam nói về đường Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ trao đổi với nhân chứng lịch sử, người đã góp phần rất nhỏ nhưng cũng là rất lớn trong việc làm nên con đường huyền thoại này. Xin chào bác. Bác tham gia ở chiến dịch ở đường dây 559 là từ lâu không hả bác? Bác cứ đứng đúng chỗ màn hình đẹp, bác đứng đúng chỗ đẹp cho em. Đấy. Tôi nhập ngũ tháng 8 năm 73, nhưng mà được vào luôn đoàn 559 và tôi ở bộ tư lệnh 559. Và từ bộ tư lệnh 559 thì tôi đã có đi, tức là cũng sang Lào, nhưng mà nó chỉ là đến còn cách Lào 3 cây 81 đường 16. Và đường 14, đường 15 là tôi đều có mặt hết vì tôi ở Bộ Tư lệnh. Thế sau khi chúng tôi ở Bộ Tư lệnh thì chuẩn bị cho giải phóng miền Nam thì tôi lại được vinh dự là điều về xây dựng cái quân y viện 59, nó nằm trên đất Quảng Trị để chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Thế sau khi quân y viện 59 xong thì một nửa đơn vị tôi đi đánh nhau giải phóng miền Nam, còn một nửa đơn vị thì lại về xây dựng cái nghĩa trang quốc gia Trường Sơn để chuẩn bị đón thương binh và liệt sĩ là ra cái nghĩa trang Sơn. Sau khi bọn tôi đánh nhau và đến trong đến tới Buôn Ma Thuột Lãng, sau đó chúng tôi ra thì đơn vị tôi tập trung là khẩn trương xây dựng nghĩa trang Trường Sơn. Thế tôi cũng vinh dự là sau là người lính đã được từng đánh nhau, nhưng đến khi về hòa bình lập lại thì tôi lại được xây dựng nghĩa trang quốc gia Trường Sơn làm công tác tình nghĩa. Thì hiện nay tôi đang là trưởng ban liên lạc của đoàn 674, đơn vị xây dựng nghĩa trang quốc gia Trường Sơn. Thì đấy là, và hôm nay tôi cũng được vinh dự là đi theo đoàn chiến binh đi vào thăm lại trong đó. Thưa bác, trong cái quãng thời gian mà tham gia vào đường dây 559, nếu như được nói về cái điều sâu sắc nhất thì bác có thể nói vắn tắt trong những cái điều như thế nào ạ? Nếu điều mà được tham gia đường dây 59 thì cái sự chiến tranh ác liệt và khốc liệt nhất thời bây giờ tôi cũng là những người lính bị nhiễm chất độc da cam của đế quốc Mỹ giải đó, và tôi cũng có bị thương mìn của trên mảnh đất Quảng Trị. Nhưng mà ở đây mà tôi thấy những cái đau khổ nhất mà tôi đã từng làm công tác tình nghĩa là một người bạn lính cùng với tôi đã từng tham gia chiến đấu đi vào đến Quảng Bình, chia tay nhau, một đường đi Tây Trường Sơn và một đường đi Nam. Thế thì hai bên chúng tôi chỉ có nhau mà hẹn nhau chiến thắng trở về, nhưng khi trở về thì chính tôi lại đưa đồng đội tôi nằm lại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn. Đấy là cái mà tôi cái kỷ niệm sâu sắc mà cuộc đời nhất, mà năm nào bây giờ chúng tôi cũng tổ chức đoàn của chúng tôi vào trong đó thăm. Tôi cũng mới đi cách đây là vào cái số vào cầu Đắc Cà Rông đấy, chỗ cái huyện đấy là Do Linh, Hương Hóa, Quảng Trị đấy, mấy nơi đấy là tôi vừa đi về xong rồi tôi lại đi theo đoàn này.
Tôi rất tâm huyết với cái Trường Sơn. Mà chuyến đi này hôm nay qua, tôi lại được qua ngã ba Đồng Lộc, mà nơi mà chúng tôi cũng đã từng ở đó. Trước màn hình của tôi là một người cựu chiến binh. Tôi cũng chưa biết anh là ai và anh đến từ đơn vị nào. Các bạn sẽ cùng với tôi tìm hiểu xem sao. Theo biển tên thì anh tên là anh Tâm. Vâng, xin chào anh Tâm. Anh tham gia cái đoàn này, anh có thể giới thiệu một chút về mình được không? Báo cáo với chị, tôi là Nguyễn Minh Tâm, ở đơn vị tức là Hội Cựu Chiến binh của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hôm nay rất phấn khởi là được tham dự cái chương trình tức là tình nghĩa của Văn phòng Quốc hội để đi tham dự cái chuyến tức là hành trình tức là ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan. Và cũng xin chúc là các anh các chị là luôn luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều cái kết quả trong cái chuyến đi này và ghi được nhiều hình ảnh tốt đẹp cho đoàn chúng tôi. Xin hết ạ. Anh có thể chia sẻ về cá nhân mình một chút được không? Ví dụ như là anh ở đơn vị nào trước đây, tham gia chiến trường nào? Báo cáo với các chị, báo cáo với chị là trước là tôi ở tức là Trung đoàn 4, bộ binh của Quảng Trị, tức là quân khu 4 của Quảng Trị. Sau đó là chúng tôi sau khi giải phóng Quảng Trị xong, chúng tôi vào đường Trường Sơn và sau đó vào tăng cường cho B3, tức là quân đoàn 3, tức là binh đoàn Tây Nguyên. Và sau đó là chúng tôi đi tham gia chiến dịch giải phóng Tây Nguyên. Và sau đó là tiếp tục là cái chương trình là giải phóng hoàn toàn miền Nam, tức là chiến dịch Hồ Chí Minh. Nên là sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải phóng miền Nam thì chúng tôi là trở về địa phương. Cái mong mỏi là anh em tức là giải phóng đất nước, ai cũng muốn về quê hương để xây dựng tức là quê hương và xây dựng gia đình. Thế nên là đến bây giờ thì cũng vẫn là một người lính rất là bình thường. Và tức là cuộc sống kinh tế cũng hạn hẹp thôi. Thế nhưng mà cuộc hành trình này chúng tôi vẫn cứ tham gia vì nó là niềm vinh dự của người lính và nhớ đến người lính. Để đến đây để gặp anh em thì chúng tôi tham gia. Trong cái buổi đi này thì anh có gặp được người quen nào, ví dụ như đồng đội chẳng hạn không anh? Báo cáo với lại chị là cũng mới tập trung, anh em chúng tôi cũng chưa gặp nhau được nhiều, cũng chưa tìm thấy đồng đội cũ của mình. Ví dụ các mặt trận tức là giải phóng Quảng Trị, rồi thì giải phóng Tây Nguyên, giải phóng Sài Gòn cũng chưa gặp được vì chúng tôi cũng mới ở quê xuống đương tập trung, tức là hoàn thiện cái tổ chức cho hành trình. Thế nên là cũng chưa gặp anh em nhiều. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn anh Tâm. Chúc anh có một chuyến đi vui vẻ. Tất cả chị chỉnh đốn trang phục.
trọng kính mời các vị đại biểu, các vị khách quý ngồi xuống. Xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các cựu chiến binh, các doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu trên toàn quốc tham dự lễ xuất quân của đoàn đại biểu tham dự một hành trình ba quốc gia Việt Nam, Lào, Thái Lan ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2016 và 27 năm ngày thành lập ngày truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam ngày 6 tháng 12 năm 1989, ngày 6 tháng 12 năm 2016, Hội Cựu chiến binh cơ quan văn phòng Quốc hội phối hợp với Tập đoàn Truyền thông Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Nghĩa tình đồng đội. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 17 tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình, từ ngày 9 tháng 12 năm 2016 đến ngày 14 tháng 12 năm 2016, Hội Cựu chiến binh cơ quan văn phòng Quốc hội tổ chức đưa đoàn đại biểu là các cựu chiến binh, các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên toàn quốc, trong đó có các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu tại Lào, tham dự chuyến hành trình trở lại chiến trường xưa tri ân đồng đội, một hành trình ba quốc gia Việt Nam, Lào, Thái Lan. Tại Hà Nội, ngã ba Đồng Lộc, thăm quê của đại thi hào Nguyễn Du tại Hà Tĩnh, quê bác Trung Bồn tại Nghệ An và đặc biệt đoàn sẽ tới thăm thủ đô Viêng Chăn của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và thăm tỉnh Udon Thani tại Thái Lan. Qua chuyến đi này, đoàn đại biểu các cựu chiến binh tiêu biểu trên toàn quốc sẽ có dịp thăm lại những địa danh lịch sử gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam và hai nước bạn Lào, Thái Lan, cũng như thăm lại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sinh sống và làm việc. Là một hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Lào ngày càng tốt đẹp. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các đại biểu đã không quản ngại đường xá xa xôi tụ họp tại thủ đô Hà Nội ngày hôm nay để tham dự chuyến hành trình đầy ý nghĩa này. Và đặc biệt là đoàn đại biểu của Hội Tân Trào đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, đoàn đại biểu của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đoàn đại biểu Câu lạc bộ Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan và đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga đã không quản ngại đường xá xa xôi cũng về đây cùng tham dự chuyến hành trình đầy ý nghĩa này của chúng ta. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin phổ biến về mệnh lệnh và kế hoạch hành quân. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2016. Mệnh lệnh hành quân cơ động đường dài, hành trình nghĩa tình đồng đội theo kế hoạch. Cự ly hành quân, Hà Nội, Viêng Chăn, Thái Lan và ngược lại. Tốc độ hành quân theo quy định của luật giao thông đường bộ, trong đô thị 35 đến 40 km/h, ngoài đô thị 50 đến 70 km/h dưới sự dẫn đoàn của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Giãn cách đội hình hành quân xe cách xe 50 đến 70 mét. Ký tín ám hiệu hành quân như sau. Lưu ý xe số 1, một hồi còi dài kết hợp với thông báo bằng bộ đàm của chỉ huy bắt đầu hành quân. Hai hồi còi dài phối kết hợp với thông báo bằng bộ đàm, chúng ta sẽ dừng hành quân. Và ba hồi còi dài của xe số 1 kết hợp với thông báo sẽ về vị trí tập kết. Quy định hành quân như sau. Phải chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ và mệnh lệnh của người chỉ huy. Đi theo đúng đội hình và giãn cách, không tranh giành và đi theo đúng thứ tự. Đã đánh số xe, không được vượt lên trước. Lái xe chấp hành theo thông báo của trưởng xe và ban tổ chức, không được dừng đỗ tùy tiện, không đi xa quá tại các điểm tập kết. Các xe có trách nhiệm đôn đốc 100% quân số, nắm chắc danh sách và số lượng cụ thể, không để sót lại đại biểu ở các điểm tham quan. Trường hợp có người bị ốm,
đề nghị các đồng chí chủ xe và nhân viên phục vụ khẩn trương hỗ trợ thăm hỏi người bị ốm, đồng thời báo cáo ngay với người chỉ huy. Trường hợp ốm nặng phải lập tức báo cáo với người chỉ huy và ban tổ chức để xử lý tình huống và có bác sĩ quân y khám chữa bệnh. Trường hợp nặng thì để người ở lại phục vụ tại bệnh viện và đoàn hành quân tiếp tục hành quân. Các xe có trách nhiệm hướng dẫn đại biểu tại nơi tham quan, nơi ăn ở, phổ biến kế hoạch và thông báo của ban tổ chức tới nhân viên thuộc quyền của mình và các đại biểu cựu chiến binh tham quan. Quá trình hành quân, đây là hành trình có ý nghĩa sâu sắc. Đề nghị các đồng chí nhân viên phục vụ, nhân viên ban tổ chức chấp hành đúng kỷ luật hành quân, ăn nói đúng mực, mang tính xây dựng, giúp đỡ người cao tuổi, các đồng chí đại biểu cựu chiến binh là thương bệnh binh. Thứ hai, xin lưu ý, khi sang Thái Lan, ban tổ chức đã nhắc với các đồng chí nhân viên phục vụ và xin báo cáo với các đồng chí đại biểu cựu chiến binh là chúng ta sẽ chấp hành theo đúng quy định của nước bạn, đặc biệt Thái Lan đang để quốc tang nhà vua.